Bạc hả? Ừ. Trời, mẹ mới vừa đánh bạn của ba luôn. Đốt bạc nè. Tao đi vô. Ba ơi. Cái gì vậy? Bà mẹ bấy dục nước bạc của ba kìa. Ở đâu? Ở ngoài tao mẹ á. Trời ơi là trời, mày vô nhà mày coi chừng nhà đi. Dạ. Ê ba. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Lại mày chạy hụt mạng hả? Rồi bà làm cái gì bà dục bỏ cái nước bạc của tôi? Trời ơi, ba có đồ quỷ đó, có cái gì đâu mà lưu luyến lại làm cái gì? Dục bỏ đi. Tôi đâu có mượn bà dục bỏ. Trời ơi, ông nội ơi, phải chi nó quan trọng mà giữ lại đâu quan trọng đâu, để ai làm gì? Anh bạn ơi, bà nghĩ sao không quan trọng nghĩ? Công sức của tôi đó trời. Thì công sức của ông mà tôi thấy nó không có được lợi ích gì hết. Nó làm cho cái miếng cây đó rồi nó sơn bạc vô, có để nút bạc, nút vàng, nút đồng. Trời ơi là kim cương nữa chứ. Nhưng mà cái đó là một cái thành tích, đâu phải ai muốn cũng được trời. Thì thành tích cho đúng thiệt là thành tích của ông đó, nhưng mà tôi thấy nó không có lợi ích gì hết trơn. Sao mà không lợi ích, bà nói tôi nghe coi. Lợi ích gì đâu, nói tôi nghe coi. Thánh thần ơi, trời, tôi thấy ông hả, tối ngày ha, ngày đêm cầm điện thoại ra ha, ngủ mấy đứa ha, làm xàm, rồi ha, đầu trên sớm dưới chờm sớm, người ta dòm ngó, người ta chê bay, người ta nói ê, mai dù, thằng chồng mày tối ngày làm khùng làm điên mai dù. Trời ơi, bà đừng có sống gì cái miệng của thiên hạ được không trời. Người ta nói gì kệ người ta đi, quan tâm chi vậy? Người ta có cho mình miếng cơm bánh áo nào không? Thì đúng là người ta không cho đó. Nhưng mà người ta nói hoài. Người ta nói hoài thì kệ người ta. Trời ơi, trời, bà cũng thò theo người ta nữa trời. Ủa gì, nhưng mà tôi cũng thấy vậy chang vậy có khác miếng nào đâu. Hai gì á, ông ở đó ông quay tào lao, ông làm tào lao vậy thôi đi, ông đi kiếm cái khác ông làm kiếm tiền đi. Tôi thấy làm không có đồng bạc nào hết trơn, làm có tiền đâu. Tại sao mà biết không có tiền? Tôi thấy không có đồng bạc nào đâu mà không biết không có tiền. Tôi ở với ông tôi không biết hả? Nhưng mà tôi làm cái gì tôi cũng có mục đích của tôi. Mục đích gì? Mục đích thấy không có tiền gì trơn á. Mục đích mình ở lòng nào mà dục cái nút bạc của tôi trời, 3 năm trời của tôi mới được như vậy đó. Trời ơi, tôi thấy không có gì quyến liếng chứ ông nội, mà của ông làm quá của ông nội vậy. Ông làm lại ngày mơ tôi đi ra tiệm tôi kêu tao làm lại cho ông. Nói như bà như vậy thì còn cái giá trị gì nữa? Giá trị? Có tiền đi giá trị, không có tiền cái gì có giá trị. Được, bà muốn nói như vậy phải không? Ừ. Đây nè, tại không còn bao nhiêu ngày nữa Tết hết trơn á. Ừ. Tôi làm từ đó giờ cái đó là tôi mót máy ha. Tôi mua cái này cho bà nè. Đó. Mà bây giờ bà nói không có giá trị. Đâu đi coi coi. Trời ơi. Mua này cho tôi thiệt hả? Mót máy mấy năm trời đó. Mấy năm trời mới được đó hả? Ừ. Mà cái này nhiều tiền không? Sao không nhiều? Mày dặn thiệt cái dặn giá trời. Dặn thiệt đó trời. Sao mà không nói sớm? Muốn làm cho bà điều bất ngờ. Trời ơi, bất ngờ. Tôi liễn mất tiêu rồi, bất ngờ gì nữa. Ai kêu không nói sớm tôi còn chi, tôi đâu có biết đâu. Cái gì ông phải nói với tôi chứ? Hả? Dạ. Mày chạy đi lấy nước bạc cho mẹ con. Đáng ơi, con mê nó chài.